Trung tâm giám sát điều hành đô thị thông minh tỉnh Huế S là đơn vị hoạt động liên tục 24/7. Vào những ngày Tết, khi mọi người đoàn tụ cùng gia đình thì không khí làm việc nơi đây càng căng thẳng hơn. Thưa quý vị, hôm nay là sáng mùng 3 Tết và chúng tôi đang có mặt tại Trung tâm giám sát điều hành đô thị thông minh để ghé thăm một lực lượng đặc biệt. Lực lượng mà cái thời gian nghỉ Tết của họ luôn ít hơn so với những người còn lại, tại vì họ phải bố trí thời gian để có mặt ở cơ quan cung cấp đến cho người dân ở trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế những cái thông tin rất là cần thiết, đặc biệt là thông tin về phòng chống dịch bệnh. Vâng, hãy cùng chúng tôi thăm lực lượng Huế S. Trung tâm có nhận được cái phản ánh của anh về công trình 568 đồng thâu, công trình nào vẽ sông An Hoa và sông An Cựu, sông Như Ý. Anh muốn phản ánh rõ về cái nội dung gì ạ? À? Mặc dù là Tết, nhưng những phản ánh của người dân về những bất cập trong cuộc sống vẫn đều đặn gửi về Huế S hàng ngày như thế này. Lực lượng trực đã bố trí đến 4 ca trực, đảm bảo 24/24 để đáp ứng nhu cầu của người dân trong những ngày Tết. Theo sự phân công của lãnh đạo thì tức là phải và sắp xếp công việc gia đình thì trên phòng giám sát điều hành đô thị thông minh là vẫn phân chia ca trực để đảm bảo là phải có lực lượng trực là đủ 24/7 và vẫn tiếp nhận các phản ánh của công dân cũng như là trả lời các thắc mắc về phòng chống dịch của địa phương. Đặc thù nghề nghiệp yêu cầu những thành viên của Huế S không thể có được một kỳ nghỉ Tết thoải mái như những nhân viên ở các cơ quan khác. Họ phải phân chia ca trực để đảm bảo lúc nào cũng có người tiếp nhận và xử lý thông tin. Đồng thời, khi đã rời trụ sở thì vẫn phải bám sát các thiết bị thông minh để đảm bảo luôn luôn trực tuyến, xử lý công việc qua môi trường mạng. Thì được sự phân công của lãnh đạo trung tâm thì các phòng chuyên môn của trung tâm cũng đã phân công các cái ca trực đảm bảo là 4 ca trực trên một ngày và thông suốt 24/24. Thì các anh chị em cũng đều tiếp nhận các cái thông tin phản ánh của người dân thông qua hệ thống phản ánh hiện trường, tiếp nhận thông tin từ tổng đài, phân các cái ca trực để theo dõi hệ thống camera giám sát để đảm bảo an ninh trật tự. Một bộ phận sẽ hỗ trợ bên ngành y tế trong cái công tác phòng chống dịch và một bộ phận sẽ giám sát thông tin mạng và truyền thông các cái sự kiện nổi bật của tỉnh trong cái thời gian đón xuân Nhâm Dần 2022. Vất vả là thế, nhưng công việc vẫn là một niềm vui đối với các thành viên của Huế S trong những ngày nghỉ Tết. Bởi hơn hết, họ đem lại sự hài lòng cho người dân, để dù có đang trong kỳ nghỉ, những ý kiến của người dân vẫn được tiếp thu, xử lý. Những thông tin cảnh báo vẫn được điều đặn gửi về từ người dân trong tỉnh để mọi người vui xuân, nhưng vẫn cập nhật được đầy đủ thông tin cần thiết.